Dạ, Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Kính chúc quý anh chị cô chú một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là Phương làm cái clip này là cái clip lần thứ hai để mà Phương xin kêu gọi quý anh chị cô chú chung tay đóng góp cho Phương kinh phí để mà Phương cán hai cái nền lót gạch cho mấy bé, tại vì mỗi lúc thì mùa mưa nó càng đến rừng đó mà Phương thì không có đủ khả năng để mà cán hai cái nền đó, tại vì nếu mà cán hai cái nền đó rồi đi một phần cái máy rồi sửa lại tôn chống giọt cho mấy bé thì chi phí nó là tới 70-80 triệu luôn, nó vượt khả năng của Phương. Nên Phương xin một lần nữa để mà xin mọi người chung tay giúp đỡ phụ cho mái ấm của Phương có được hai cái sân sạch sẽ để cho các bé nó vui chơi và nó ở nó cũng tốt hơn, viêm da nó cũng không bị gì hết đó. Như là cái phần như cái clip trước mà Phương quay ở trạm bạn qua Hồng Đen á, là Phương qua Phương hỏi cái vấn đề là cái nguồn nước, hỏi nguồn nước chứ không có gì, tại vì Phương đây cũng đang chạy nước giếng. Phương có coi clip của bạn qua Hồng Đen thì bạn nước giếng bạn đó tắm cho các bé thì nó cũng bị viêm da đó, cho nên là Phương phải qua Phương tìm hiểu cho kỹ như thế nào là Phương tính. Giờ trước mắt là Phương xin mọi người một lần nữa Phương xin mọi người chung tay giúp đỡ với Phương về cái vấn đề làm hai cái sân với lại cái máy cho mấy bé nữa, máy bên kia với lại sửa lại mấy cánh tôn ở trên nhà. Đó. Thời gian mưa mỗi ngày nó càng đến gần rồi, nếu mà không làm cái sân kịp trước mùa mưa thì mưa xuống là nó bấy lầy hết, thì tụi nhỏ nó sẽ bị viêm da, tại vì cái nếu mà nó bấy lầy cái nền nó sẽ ẩm thấp thì nó sẽ bị viêm da đó. Mà tới khi nó viêm da một cái á, thì 100 mấy chục đứa ở đây một viên, 400-500 nghìn một viên đó, thì 100 mấy chục viên đó thì quý anh chị cô chú thử tính xem là nó ra tới mấy chục triệu, mà đâu phải là uống cái đó là phải 2 tháng 3 tháng phải uống một lần, chứ không phải là uống một lần thì thôi đó. Bởi vậy một khi mà nó đã viêm da một cái rồi là nó rất là tốn rất là nhiều tiền. Thôi thì bây giờ là thà mình tốn một lần mình làm sân cho nó sạch sẽ luôn đó, làm sân làm mái lại cho nó hoàn chỉnh luôn. Cho nên là Phương cũng kính mong quý anh chị cô chú giúp đỡ cho mấy ấm cái phần kinh phí đó để mà Phương làm sạch sẽ cho các bé, cho các bé nó có thể là có cái chỗ vui chơi ăn ở cho nó sạch sẽ một chút, có gì mình có thể là mình đón nhận thêm những bé khác nữa, chứ bây giờ nó tình hình vậy thì Phương cũng nhiều khi Phương cũng không dám nhận thêm các bé nữa đó. Nhận về rồi mình không chăm sóc được, rồi mình không chu đáo cho tụi nhỏ thì mình không nhận. Nếu mà mình đã nhận về á là mình phải chăm sóc cho tụi nó chu đáo, tôi nói thật. Nếu mà nhận về mà mình không chăm sóc nó, mình bỏ nó bù lăng bù lóc rồi ghẻ lở thế này thế kia thì chẳng thà mình không xin không nhận, còn nhận về thì mình phải chăm sóc cho nó tốt, tôi nói thật lòng đó. Thì ngày hôm nay á, là Phương làm một clip này nữa để mà Phương xin kêu gọi làm sân cho các bé, tại vì clip trước á, Phương làm ra lên Phương xin á, thì quý vị cũng biết là bên Phương mạnh thường quân ít lắm, không có nhiều,
quay qua quay lại có vài người thôi, một hai người không có nhiều, cho nên là Phương cũng mong mọi người xem được cái clip này, chia sẻ clip gây giùm Phương, chia sẻ càng nhiều càng tốt để cho nhiều người biết cái kinh của Phương, thì các bé ở nhà sẽ có thêm những cơ hội mới để mà có đủ điều kiện để mà lo cho các bé. Phương cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ Phương quay sơ ra cho mọi người xem các bé. Phương không dám quay trong vùng trong, quay vùng trong cho nó giờ này nó ăn no, đang ngủ. Đó, nó mới ăn rồi giờ tụi nó ngủ yên tĩnh lắm. Mà chỉ cần bây giờ mình động đậy mạnh một cái là nó bật dậy, nó sủa một cái nó chùm dưới đất luôn. Đó, nên Phương chỉ quay sơ sơ các bé cho mọi người xem thôi nha. Đó, giờ ăn no, sáng ăn no, giờ ngủ nè. Đó. Sáng sớm ăn no rồi đó, no giờ ngủ. Bao này nó buổi chiều bức đây, đang chuẩn bị đồ ăn cho tụi nhỏ này, gỡ đông đây. Một cữ cơm là Phương nấu một bao đó, đó bao đó là bao 25 kg gạo Hàm Châu, 25 kg là chia ra 4 nồi đó để nấu buổi chiều. Bao cái này là nấu buổi chiều nè, còn bao kia thì dành sáng mai. 10 kg thịt, 10 kg thịt đang gã đông, 3 này để dành sáng mai nấu. Mới dọn dẹp xong luôn. Đây. Này là chiều nay cho ăn bắp cải, bắp cải nấu với bắp cải. Giờ là ngủ rồi nè. Đó, cái phần chân bên đây nè, nó thường mới quét rơm lá lại. Có gì thấy không, nó rộng cỡ nào. Đó, cái phần chân bên đây nè. Thì Phương cũng kính mong, kính xin với anh chị cô chú chung tay giúp đỡ cho Phương để Phương hoàn thiện được hai cái phần sân này, với là một phần cái mái che bên kia cho các bé nữa là ok rồi, là mưa gió là Phương không có sợ nữa. Bây giờ mùa nắng thì nó đỡ xíu, mùa mưa mà không làm trước mùa mưa là nó sẽ bấy lầy luôn, bấy lầy cái là bị viêm da chắc luôn, tái viêm da trở lại luôn. Mà viêm gan là uống thuốc là một đứa 400-500 ngàn viên, mà trăm mấy chục đứa, trăm mấy chục viên mà cũng hơi bị bệnh tiền đó. Thôi cũng như quý anh chị đã thấy rồi đó, đàn con bầy nhà Phương nó ngoan lắm, ăn ăn no rồi ngủ, à ăn no xong rồi ngủ đó. Thì chỉ cần là mình nhẹ nhàng xíu thôi, đừng có động gây tiếng động mạnh là tụi nó ngủ im, à im ru à. Đó, chỉ có cái đám trong á, đám lớn ở trong á thì nó ồn thôi, động một cái là một đứa sủa rằng cả trăm đứa nó bè là nó ồn ồn ào lắm đó. Thì qua clip ngày hôm nay Phương cũng kính mong mọi người cố gắng giúp đỡ cho Phương hoàn thành được hai cái sân và cái phần mái bên kia cho các bé nó có chỗ ở sạch sẽ.
gì cơ? Hả? Có phần cho ở sạch sẽ một chút xíu cho mấy bé nó cũng đỡ, được nhờ mà Phương cũng được nhờ đỡ lắm á. Tại vì cái bình thường á, ví dụ một tháng á là được 500 600 đô đi, thì tính ra chi phí thì nó cũng không đủ vào đâu rồi đâu hết, nhưng mà nó có thể là Phương có thể kéo ra được 10 ngày nửa tháng cố gắng gói ghém mới gọn á, và phần còn lại là Phương phải tự lo đó. Thì cái khoản mà ăn uống mỗi ngày các bé thì chi phí nó gần cái triệu luôn, 100 mấy chục đứa. Thì quý anh chị cứ tính đi, một ngày Phương nấu 2 bao là 50 kg gạo, là một lần ăn tụi bé các bé là 25 kg, là Phương đã gói ghém gọn dữ lắm luôn rồi đó, chứ không phải là ăn tẹt ga nha. Một ngày ăn 2 cữ như vậy là 50 kg gạo, 50 kg gạo thì mà gạo Hàm Châu ở đây nó bán là 10 14 ngàn, 10 kg là 140, 140 mà nhân lên cho 5 là nó gần 700 ngàn, 700 ngàn là tiền gạo không á nha. Đó, cái thứ hai là tiền thịt, một 20 kg thịt mà Phương giật lại, bây giờ Phương giật lại tiền cái thịt đó là nó chỉ còn có 10 18 kg thôi đó, thì 1 kg là 25 ngàn, 10 kg là 250, 500 đi, 500 mà giật về 50 là 450 đó, 450 với lại kia 700 tiền gạo là nó ra 1 triệu mốt 50, là chưa tính là tiền điện, chưa tính tiền điện rồi tiền thuê mặt, thuê thuê đất mỗi ngày, thì nó chi phí nó tới 1 triệu mấy một ngày đấy. Đó, thí dụ một tháng là Phương được 500 đô đi, tiền quý anh chị cô chú gửi về thì chia ra 500 đô thì nó được có 10 mấy triệu thôi, thì cũng được có 10 mấy ngày, là phần còn lại là Phương phải lo, và chưa tính là tiền mấy bé bệnh nữa. Phương nói thật là gồng gánh nhiều quá, Phương gánh không nổi. Phương đã liên hệ với lại chị Đường Châu, và Phương xin phép chị, Phương đã bán chiếc xe của mình để mà Phương thanh toán tiền thú y và mua gạo thêm, mua thức ăn thêm cho các bé. Phương đã xin phép chị rồi, cái này cũng là cái buồn của Phương. Phương bán xe à, bán xe được 19 2 triệu à, Phương thanh toán tiền thú y cho người ta hết mười mấy triệu, còn dư mấy triệu là chiều nay là Phương sẽ đi mua thịt và mua gạo rồi mua rau thêm, mua thuốc thuốc thêm cho các bé. Thì cái khoản là làm sân để dư ra làm sân Phương không có, cho nên Phương xin mọi người cố gắng giúp đỡ cho Phương hoàn thành được 2 cái sân, đó là cái niềm trăn trở lớn nhất của Phương. Tại vì sân mình chưa có làm được thì các bé nó sẽ bị bệnh viêm da nhiều, thì Phương sẽ tốn tiền rất là nhiều. Tôi xin cảm ơn mọi người đã nghe những lời chia sẻ của Phương. Mọi người nhớ chia sẻ kênh cho Phương, giúp Phương để giờ được cộng đồng nhiều người biết đến. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều.